Đoạn tê rồi nha. Nhóc con này nhớ ơi. Đúng chưa? Năm sáu con cá luôn. Cái nhà ơi nè. À. Đó. Mới tính bị lóc chồng và cho của chúng chị nghe. Bữa nay mình đi chài cả nhà ha. Mình chài xong này nó cạn cả nhà ha. Bữa nay mình đi chài cái xong này cả nhà. Hãy nhớ cho một like, được chia sẻ, một đăng ký nha. Nó khô như vậy cả nhà ha. Sao lưng tấn nè. Đó. Nó khô queo à. Mình để tấn quay cho cả nhà xem ha. Đi sắp đi chài nha ha. À, bữa nay mình lấy dụng cụ của mình là nguyên cái bao không cả nhà ha. Cái chài của mình rồi mình chà cái sông này cả nhà ha. Đó, nó cạn như vậy cả nhà ha, thấy không, nó cạn queo à. Năm nay nước nó sát dữ lắm cả nhà, sát queo à, cả nhà thấy nước không, khô gom cả nhà ha. Đồng hành theo tấn đi chài cả nhà ha, cá nó móng quá trời rồi nha, thấy không, nó khô khô ngon cả nhà. Ngon cái nè. Tính dùng tới cái bao quá nha. Ngon rồi nha. Chừng bao luôn nha. Thấy cái chốt luôn. Con nhà nè, mày không? Ba con trẻ này.
Ủa, cắt tiếng. Ta đi tới. Quá trời. Phi cả nhà. Phi cả nhà. Cái gì cũng là cá nữa nha. Trời, bữa nay nó không có gió nữa nha. Nó hầm quá trời nha ơi. Quá trời nó hồng. Gió ăn rồi. Đúng con tôm. Con nha. Ủa, dính gì luôn chứ. Có tôm nha. Tôm nào nha. Con cá lóc kia này. Ốc đó nó bự bự dữ cả nhà. Ôi ôi, con cá dừa khô, nó hấp dẫn rồi. Cá khổng lồ, con cá khổng lồ đó nha. Đó, ô, cái sạch, nó ra cái chốt quỷ đó nha. Trời ơi, mình tưởng vô cá khổng lồ đó nha. Bây giờ nó vô cái bà lớn rồi. Ngờ thật chứ. Ừ. Bự nha. Chút bự nữa đâu. Chút mập luôn đâu đó. Ở đây. Chút mập này. Thank you.
giật giật cá lai kiến quá trời luôn, giật giật cá lai kiến, cá chốt, cá phi, đủ loại cá luôn nha. Đó, nhà thấy không? Cái chốt mập mập không nè. Thấy không, cái nhà thấy không? Đó, cái chốt chốt đầm đầu nha. Con. Ừ, con. Nó nói với cái chốt này à, đủ ngồi bên chua nha. Kiến nãy giờ ba ông con cá kiến nè. Anh bỏ làm tiếc sắp. Chưa năm sáu con cá luôn cái nhà ơi nè. À vô vô cá bóng mùa này không có ha, mới thấy một con đó xíu. Đó bữa lớn là lớn hết á, cá bóng nhỏ. Nói nè, cá cóc chứ cá mè. Cá đó nên ta nói ăn ngon, không biết sao. Thì nạo nạo lấy thịt á, nấu. Nè đây nha, dài một vài chục con á, không có gì cao sang, còn cá lóc kiến này nha. Ủa cá chê thôi nhỉ. Thôi nhỉ. Thôi quá cả nhà ơi, cá chê nè, cá chê nữa nha. Để nhận nắng cái cả nha. Mày rồi nó mới dính cái chè cả nha. Tưởng có cái chè nữa chứ. Chè cả nha, ngon lành luôn, cái chè trắng. Bột này qua chè cá luôn nè. Cá cóc ngốc luôn. Cá cóc ngon quá cả nhà. À, cá cóc này cả nhà làm ấy ngon. Làm chả. Chả. Đầu tiên ngon. Thank you.
đây cả nhà ơi. Chuyện cà phê khổng lồ. Hai con phi luôn. À. Chuẩn đâu. Đi cả nhà. Cũng phải dính thôi. Chút. Chút một cái hai loại luôn. Rồi. Biết. Không có cho cả nhà mình xem nè. Hai vợ chồng đi lặn lội hồi sáng giờ đó. Bèo bèo gần cá thao cá nè. Là một bao đầy bao gần đầy bao này quá trời luôn cái kia anh chừng năm chị cả nhà ơi. Cái kia này nói chung là nguyên một ổ cá luôn. Còn là cá lóc kiến cấp cấp kia thì được mới cả nhà ha. Với chài được con cá chê cả nhà. Cá chê. Chì trắng, cá chê này cũng đỡ. Đó. Cũng là kết thúc video tại đây. Nhớ cho một lần được chia sẻ một đăng ký cả nhà. Con này cũng bè bè cũng cỡ chục ký nữa cả nhà ha. Còn cá lóc kiến thì nhiều cả nhà ha. Nhóc không cả nhà. Một thao cá lóc kiến ngon nha. Được có con cá chê này là ngon nhất nha.